được rồi chị. Ngọc Hương xin chào quý vị khán giả đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày. Quý vị khán giả thân mến, Ngọc Hương vừa nhận được điện thoại của chị họ Ngọc Hương gọi đến. Bởi vì biết chủ đề trong tháng 10 của chương trình Món Ngon Mỗi Ngày là món ngon cho bé yêu. Vì vậy, chị Ngọc Hương rất hy vọng Ngọc Hương cũng như là các anh chị đầu bếp của chương trình sẽ hướng dẫn những món ăn ngon cho bé của mình nè. Và với một cái yêu cầu nữa là món đó phải vừa ngon để chúng ta có thể ăn không cũng được mà ăn cơm cũng được nữa. Điều này có vẻ là hơi làm khó Ngọc Hương thì phải. Chào Ngọc Hương, cô nghe tâm sự của Ngọc Hương rồi đó nha. Chào cô Thảo. Chắc là Ngọc Hương băn khoăn là vì tuy là chương trình Món Ngon Mỗi Ngày thì có rất là nhiều món, nhưng mà nghĩ hoài thì không ra một món nào đáp ứng được yêu cầu đó phải không? Đúng rồi đó cô Dự Thảo, món ăn phải vừa ngon trong tích tắc mà lại có hai điều kiện, là mình ăn không cũng được mà ăn với cơm cũng được nữa đó. Tất nhiên rồi, hôm nay cô sẽ hướng dẫn cho Ngọc Hương và giới thiệu với quý vị khán giả món canh sườn khoai sọ. Thực hiện món ăn này thì rất là nhanh và gọn, chỉ cần có 3 nguyên liệu chính thôi. Đó là sườn non mình chuẩn bị 250g nè, khoai sọ khoảng 400g, cà rốt thì một khúc nhỏ khoảng 50g. Ngoài ra thì Ngọc Hương còn thấy cô Dự Thảo chuẩn bị là một ít đầu hành trắng băm, rau ôm nè, ngò gai, tỏi băm và không thể thiếu hạt nêm Ajigon. Cô sẽ lấy tô để chuẩn bị ướp và Ngọc Hương coi nè, sườn non á thì cái phần cọng xương này nó nhỏ, rất là ngon và thịt thì mềm. Dạ. Yeah. Chúng ta sẽ lấy cái phần sườn non này mình sẽ ướp gia vị vào. Đầu tiên là ướp với lại đầu hành trắng này nha. Dạ. Yeah. Sau đó cô sẽ ướp với lại một muỗng cà phê hạt nêm Ajigon. Hạt nêm Ajigon từ nước hầm xương và thịt nên món ăn của chúng ta sẽ đậm đà lắm đây. Đúng rồi, sẽ làm cho cái món canh có cái hương vị rất là đậm đà và ngon nữa. Ướp thêm một ít tiêu và sau đó cô sẽ trộn đều lên. Dạ. Yeah. Rồi, bây giờ cô đã trộn đều cái phần sườn và gia vị rồi, chúng ta để khoảng 3 phút để cho thấm. Dạ. Còn khoai sọ này đó thì nếu mà củ nhỏ như thế này thì chúng ta sẽ để nguyên, còn trong trường hợp củ lớn thì chúng ta cắt đôi. Cô Thảo ơi, thường á thì Ngọc Hương mua khoai sọ đó cô, thì Ngọc Hương hay chọn mấy củ to, bên ngoài thì thấy không có sâu là được. Nhưng mà Ngọc Hương thấy là cô chọn mấy củ nhỏ 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 thôi à. Đúng rồi, tại vì khi mà chọn khoai sọ để mà nấu canh á, quý vị khán giả lưu ý là mình chọn những củ khoai nhỏ như vậy á, thì khi nấu á, nó sẽ mau mềm hơn và đặc biệt là gia vị sẽ thấm vào phía trong nè. Nếu mà củ khoai mà nó không đều thì chúng ta củ lớn thì mình cắt nhỏ, còn củ nhỏ thì mình để nguyên. Dạ. Yeah. Và những củ nhỏ thì dường như là nó bùi hơn hả cô? Đúng rồi, củ nhỏ thì sẽ bùi và ngon hơn rất là nhiều. Quý vị khán giả thân mến, chúng ta sẽ chọn khoai sọ củ nhỏ bởi vì củ khoai sọ nhỏ thì sẽ bùi và dễ thấm gia vị khi nấu. Bây giờ chúng ta sẽ cắt cái phần rau gia vị này. Dạ. Yeah. Bây giờ đến cái củ cà rốt này, Ngọc Hương coi cô biểu diễn nha. Dạ, yeah, em sẽ theo dõi xem là cô Dự Thảo biểu diễn như thế nào với lại khúc cà rốt. Thật ra thì rất là đơn giản thôi, vì công việc này lần nào mình nấu ăn mình cũng làm mà Ngọc Hương cũng có thể thực hiện được nè. Nhưng mà khi mà tỉa hoa như thế này thì là có rất là nhiều cái kiểu mình có thể tỉa những cái khía song song sát với nhau để nó đều đặn, hoặc là hôm nay thì cô tỉa thành 4 cánh thôi nè. Chúng ta có 4 cái khía này rồi, chúng ta sẽ tỉa thêm những cái phần nhỏ ở đây nữa. Sau đó thì mình sẽ cắt khoanh ra, những cái khoanh này dày khoảng chừng 3 ly là được rồi. Dạ. Yeah. Bây giờ tất cả các nguyên liệu chúng ta chuẩn bị sẵn sàng hết rồi, cô sẽ đặt một cái chảo lên nè Ngọc Hương nha. Dạ. Yeah. Để cho chảo nóng rồi chúng ta sẽ cho dầu vào và Ngọc Hương cũng chuẩn bị một ít tỏi băm nữa để chúng ta phi cái phần tỏi lên cho thật là thơm. Rồi sau đó mình mới cho sườn vào mình xào, thì thường sườn vừa thơm mà lại vừa giữ được cái độ ngọt ở bên trong sườn nữa. Dạ, điều này hay quá, bởi vì á trước đây á Ngọc Hương, và Ngọc Hương nghĩ là quý vị khán giả cũng có một cái thói quen, đó là khi mà chúng ta nấu canh á thì chúng ta chỉ bắt một nồi nước lên nè, chờ cho nước sôi và cho sườn vào thôi. Bây giờ thì chúng ta sẽ trải qua một công đoạn để làm món ăn ngon hơn, đó là xào sườn quý vị nhé. Chảo nóng đây nè cô Thảo. Chảo nóng thì chúng ta sẽ cho tỏi vào và mình phi cho cái phần tỏi này vàng thơm. Dạ. Yeah. Tỏi bây giờ thì đã vàng thơm rồi đó Ngọc Hương, cô sẽ cho sườn vào và xào. Khi mà xào sườn ở giai đoạn này thì quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý là tỏi mình phi vừa mới hơi ướm vàng thơm thôi. Mình cho sườn vào và xào với lửa thật là lớn để cho những cái miếng sườn nó săn lại. Đây là cái nồi áp suất mà đã có trong đó 1 lít nước nha, chúng ta sẽ cho sườn vào. Tiếp tục là cô sẽ cho tất cả phần khoai sọ vào với lại phần cà rốt. Chúng ta sẽ cho thêm 2 muỗng cà phê hạt nêm nữa. Và mình đậy lại và mình nấu trong 7 phút hả cô? Rồi. Cô Dự Thảo ơi, 7 phút rồi đó, phải tích tắc nhanh thôi. Rồi, cô sẽ nhanh chóng tắt bếp. Nhưng mà
Quý vị khán giả cũng nhớ lưu ý, cho dầu có nhanh cách mấy thì bây giờ nếu chúng ta sử dụng nồi áp suất á, thì tắt bếp xong chúng ta phải đợi cho nồi thật là nguội mới mở ra được. Còn nếu mà muốn mở nhanh thì chúng ta sẽ sử dụng cái van này. Đó, để cho phần áp suất ở trong nồi giảm bớt rồi chúng ta mới mở nắp mới được. Rồi chúng ta mở nắp ra và chúng ta sẽ cho cái phần rau gia vị này vào. Ngọc Hương thấy không, chỉ trong vòng 7 phút mà chúng ta nấu bằng nồi áp suất thôi thì những cái phần khoai này đã rất là bở ra và mềm ngon nữa. Cuối cùng cô cho một nhánh nhỏ rau ôm vào nữa là xong. Rồi Ngọc Hương thử thưởng thức thử xem. Cảm ơn cô Diệu Thảo. Cảm nhận đầu tiên của Ngọc Hương á, là nước canh á, thì rất là vừa ăn nè, còn khoai thì bùi bùi. Món này cho cô Diệu Thảo 10 điểm luôn. Vậy hả, cảm ơn Ngọc Hương. Món ngon. Cho bé yêu. Quý vị khán giả sẽ thành công và chế biến cho những bé yêu của mình một món ăn đầy đủ chất dinh dưỡng và nhanh chóng trong tích tắc. Mọi thư từ đóng góp chương trình Món Ngon Mỗi Ngày, quý vị khán giả gửi thư về hộp thư số 1 Bưu điện Long Bình Tân, Biên Hòa, Đồng Nai, hoặc gọi điện thoại đến trung tâm tư vấn khách hàng của công ty Ajinomoto 083 930 8794. Còn bây giờ Ngọc Hương và cô Dự Thảo xin được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.